Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ok, hôm qua không có video tại bạn biết sao. Mình có chơi được đâu mà có video bạn. 11 mấy bạn nào mà xem video nhiều thì mấy bạn mình nghe mình nói rất là nhiều rồi, mình thường hay chơi vào cái thời gian là từ 11 giờ tới 1 giờ khuya đúng không? Xong hôm qua anh update 11 giờ nó bảo trì không cho ghép trận tới 5 tiếng đồng hồ sau luôn. Cái what the fuck, cái chuyện gì xảy ra vậy? Mà dạo này nha toàn là update cái giờ đó không. Nghiệt ngã chưa? Nghiệt ngã lắm luôn á. Mới update bản mới ngày hôm trước, hôm sau update sửa lỗi luôn. Ghê không? Là kiểu giống như là lỗi nó biết sẵn rồi, giờ chỉ update sửa thôi. À, kiểu giống như vậy luôn á. Ok. Căng đấy, bài căng đấy. Bài này Warrior dạo này cũng khá là yếu, nhưng mà dạo này có một cái bộ rất là ung thư. Và anh em cũng biết rồi đó, đó là cái bộ Kaplan và 4 Shaman á. 6 Kaplan, 4 Shaman á, là bộ rất ung thư lắm nha. À, phải nói là kiểu như ung thư lắm luôn, nhưng mà thật ra cái 4 Shaman á nó chỉ có kết quả giống như, nó chỉ có hiệu quả giống như là nó cho những cái bộ mà chỉ nuôi một carry á thì nó sẽ khó chịu so với những cái bộ khác á, giống như những cái bộ mà giống như anh em có thể chơi nhiều carry giống như là Knight đi chẳng hạn, thì nó cũng không phải là quá nhiều, cũng không phải là quá cái gì đó mà nó quá ghê gớm. Chủ yếu là những cái bộ giống như là Demon nè, Berserker, World Berserker gánh nè, hoặc là Lancer gánh á, thì những cái bộ mà giống như là có một con gánh team á mà nó bị dướng vô cái tình trạng là gặp 4 Shaman thì rất là kinh khủng. Tại vì sao? Khi mà bạn giết một con Shaman đó thì con bị cái con mà ra tay mà sát hại đối phương á thì nó sẽ biến thành một con cùng giá trị và cùng sao. Thì nó lại nghiệt ngã cái là sợ, giống như bạn đang đi con đê Fallen 3 sao đi. Fallen 3 sao là con 3 tiền. Ở con 3 tiền mà 3 sao đi thì nó khi mà nó giết một con Shaman bên kia thì khả năng nó có thể biến lại một con 3 tiền 3 sao khác. Thí dụ như một con 3 tiền 3 sao thì nó nằm ở trong cái tình trạng là có thể là rồng phun nước miếng nè, LV Knight nè, hoặc là Agali Knight, hoặc là một con 3 sao nào đó thì mình không quan tâm đi. Nhưng mà có thể là sao? Là nó sẽ ra những cái bộ khác. Đó, đó chặt cái này Hunter. Hunter bán đi mua trần dầu nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? What the fuck? Cái gì vậy bạn? Cái gì vậy? Cảm ứng what the fuck chó gì vậy? Ôi tính để ba Hunter vô cái xong bấm qua cái nó chạy kiểu gì mình tính bấm bán cái con đó đi mua con Agency Ranger. Rồi cuối cùng là bỏng bỏ vô kịp luôn, thua luôn 4 máu luôn. Ồ vô thấy có cái này là thấy vô cái pha đầu tiên này có vẻ như là không được rồi. Có vẻ như không được rồi. Cái đềm này không tốt rồi. Cái đềm này không an, không ổn định nè. Ồ có trần dần nè, có Shining Archer nữa nha, có Cui Hunter luôn. Được rồi, bán hết mấy con này đi. Đó. Để con này vào, lấy con này ra, bán con này luôn, mua được con thỏ luôn. Đó. Ba Hunter cái nhẹ. Thì dạo này cũng khó chơi, dạo này cũng nhiều bộ cũng dễ chơi nhưng mà đa phần là giành chết rất là nhiều. Khi mà Kaplan á là một bộ rất là hot ở trong cái mùa cái bản mới này. Ở cái bản mới này cho nên là đang rất nhiều người giành. Ít nhất một trận là anh em phải thấy khoảng chừng 2-3 thằng đi Kaplan đó là rất là chuyện là quá bình thường luôn anh em ạ. Quá bình thường luôn. Nhưng mà chủ yếu là sao? Kaplan nó không mạnh đâu, tại nó có thể kết hợp với Shaman á. 6 Kaplan là có thể kết hợp với 4 Shaman nữa, cho nên là 4 Shaman nó mới là cái vấn đề. Tại vì Kaplan nó đâu có gì, nó chỉ tăng máu cho bạn thôi. Nó chỉ tăng máu cho bạn thôi, nhưng mà Shaman nó mới có hiệu ứng rất kinh khủng nha. Rất kinh khủng nha, cho nên là mình cực kỳ recommend nếu anh em nào mà đi được bài anh em ra Kaplan á thì anh em có thể đi luôn. Anh em có thể đi luôn cho nó khỏe hẳn, chứ 6 Kaplan càng sớm là càng tốt. 6 Kaplan càng sớm là càng tốt. Xong rồi anh em chỉ cần bỏ thêm một con hoặc mấy một con Defector, hoặc là nếu mà anh em giàu anh em có mua được cái con mà Rider á thì là có đó khỏe nữa. Cái đó khỏe nữa, nhưng mà lại 4 Shaman thì nó lại kinh khủng. 4 Shaman lại kinh khủng lắm. Nhất là sao mấy con mà giống như là nuôi Demon này ha, chẳng hạn là dễ đi lắm.
nuôi Demon mà gặp 6 Kaplan 4 Sama là coi như là gần như là sao là chết rồi đó. Là chết rồi đó, cửa tử anh em nhiều hơn. Cửa tử anh em sáng lắm. À, trời ơi không giết được con kia luôn, giết được con kia đỡ tốn 2 máu rồi. Được luôn, trần dần 2 sao, ngon đấy. À, trần dần 2 sao khá là ổn, 9 tiền. Đó bây giờ là chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Hunter dạo này cũng nhiều người đi, tại vì có con cui Hunter nó trở lại đó. Nó làm cho cái bộ Hunter nó đang khá là khỏe, tại dễ kiếm. À, con cui Hunter này có 2 tiền thôi. Cho nên bây giờ anh em rất là dễ kiếm anh em. Hồi lúc trước là anh em muốn 6 Hunter là anh em phải có con Siren đúng không? Bây giờ thì anh em không cần. Anh em không cần, con Siren nó tới 4 tiền mà anh em bây giờ anh em có thể thay thế bằng con cui Hunter này là đủ 6 Hunter rồi. À, đều đủ 6 Hunter rồi, như lúc đó thì nó lại rất là kinh khủng. 6 Hunter anh em biết rồi đó, 6 Hunter là cái lượng sức mạnh của nó đâu phải dạng dừa anh em. Đâu phải dạng dừa, khỏe đấy. Khỏe đấy, nhưng mà hồi trước cái vấn đề nan giải là sao kiếm 6 Hunter nó khó. Nhưng mà bây giờ nó lại rất dễ rồi. 6 Hunter nó bây giờ nó tới 9 con được thì phải. Đúng không ta? Agency 6 con là có ra thêm mà một con nhện với lại một con cui Hunter này nữa, vậy là 9 con lận. 9 con Hunter lận. 9 con Hunter mà nó không mở bộ 9 Hunter thì thật sự là cũng là rất cái gì đó nó rất là khó nha. Đáng lẽ nếu mà 9 Hunter thì phải mở 9 Hunter luôn. Tại vì Hunter là khỏe mà. Hunter đi 9 Hunter bắn chắc là cũng gọi là căng đấy nha. Nhưng mà 6 Hunter thì bây giờ anh em có thể chọn bất cứ con nào cũng được để làm 6 Hunter, làm nó mạnh giai đoạn đầu đi. Hunter thì có thể về giai đoạn cuối nó hơi thọt một chút xíu, tại vì cái lượng máu nó không có. Nhưng mà bây giờ anh em có thể kết hợp 6 Hunter với lại 4 Kaplan để tăng cái lượng máu lên cũng được. Tại vì Hunter anh em có đưa giáp cho nó thì máu nó cũng vậy à. Cho nên cũng khó lắm, cho nên thường là mình sẽ đưa thêm máu vào. Mà máu từ bộ Kaplan là sao, là máu free. Anh em vừa có tăng, anh em vừa có máu. Nếu anh em kết hợp 4 Kaplan anh em có thêm một bộ Shaman nữa. À, hack một con đầu trận nghe được chứ bộ. Được lắm luôn á, chứ đâu có anh em đâu có phải đùa đâu. Cho nên là mình nghĩ á, nếu mà là mình nghĩ thì mình nghĩ là đi Hunter với lại Kaplan cũng là một cái gì đó rất là chí giả. Nhưng mà cũng phải tùy, chứ không phải bộ lúc nào cũng đi được đâu, Nhưng mà đối với mình bây giờ thì mình nghĩ là 6 Hunter anh em có sớm rồi. Anh em có thể đi 6 Hunter anh em giữ máu giai đoạn đầu, tích tiền giai đoạn đầu. Cố gắng 50 tiền càng sớm càng tốt, xong rồi sau đó thì anh em phải gọi là tùy trận và tùy bài nó ra như thế nào và anh em mới biết anh em đi. Tại vì 6 Hunter về cuối bây giờ khó chơi ấy, khó chơi nha, chứ không phải dễ chơi đâu. Nhưng mà thật sự là nó giai đoạn đầu nó rất là mạnh. Chỉ có cái là giai đoạn cuối game á, nó có nhiều bộ khắc chế bộ Hunter quá. Cho nên là nó hơi khó chơi ở giai đoạn cuối game thôi. Kiểu như là giai đoạn đầu, khởi đầu thì anh em làm rất tốt. Nhưng mà kết thúc game anh em không có lựa chọn. Tôm Shaman, ngon chưa? À, 4 Kaplan rồi nha. Bài này ra Kaplan như vậy để coi mình thử nha. Nếu mà bây giờ mình đi 3 Hunter, 4 Kaplan thì như thế nào? Được chứ bộ, 3 Hunter, 4 Kaplan được lắm luôn á. Nhưng mà con nó như vậy nó sẽ rất là nhiều máu. Tại vì sao mình có những cái con 1 tiền không à? Quên 1 sao không à? 1 sao à? Có con trần dần là 2 sao thôi. Cho nên bây giờ mình phải cần máu để mình đép hiệp thứ 10. À, chứ còn cần đam thì mình không cần. Tại sao đam á là anh em biết rồi, đam thì bắn nó cũng phải cần thời gian. Nhưng mà hàng trước không đủ tăng á là quái nó sồ vô rất là mạnh. Vậy là hàng dưới đâu có kịp bắn đâu là chết mẹ nó rồi. Cho nên thấy không, đưa 4 Kaplan vô là khác biệt liền. Máu nó trâu hơn hẳn liền, trâu hơn một khúc liền, 350 máu mà anh em sao lại không trâu đúng không? Trâu hơn liền, trâu hơn nhiều luôn. Ra luôn nè, được luôn. Đó, bây giờ có 17 tiền. Hiệp thứ 11 mà có 17 tiền thôi, hơi thọt, đáng lẽ là mình phải cầm 30 tiền là đẹp. Nhưng mà đội hình mình khá là mắc tiền. Có con 4 tiền luôn á, còn 2 con 3 tiền ngoài sau nữa nè, cho nên là khá là mắc tiền. À, cho nên là bây giờ nó hơi bị vướng vào cái tình trạng là sao, hơi thiếu tiền chút xíu. Nhưng mà không, đội hình thiếu tiền nhưng mà đội hình mạnh thì mình chịu rồi. Đội hình mạnh là mình chịu rồi, mắc gì đâu anh em, đúng không? Miễn là đội hình mạnh có thể đáp được, giữ máu giai đoạn đầu tốt không. Đa phần là gặp 4 Kaplan rất là nhiều. Mình cũng đi 4 Kaplan, thằng này cũng đi 4 Kaplan nè. Nhưng mà thà mình thì đi Kaplan Hunter, còn nó đi là Kaplan Demon. Nhưng mà Kaplan Demon này thì nó lại vướng vào cái tình trạng là sao, chút xíu nữa mà nó gặp gặp 4 Shaman thì nó chết ấy. Bây giờ sao, trời ơi thua con nữa.
giai đoạn đầu thì Damon mà con phô lên 2 sao là vẫn biết nó dữ rồi, vẫn biết nó dữ rồi, cho nên là không phải dễ chơi nó đâu. Nhưng mà chờ đi, cái thằng đó sẽ là cái thằng thí chốt trong cái giai đoạn này. Tại sao? Nó thắng được, nó xanh được giai đoạn đầu, nhưng mà nó muốn thắng về cuối khó lắm. Khi mà nhiều thằng nó đi xấu kẹp lên 4 Saman lắm, lúc đó con phô lên của nó sẽ trở thành một cái gánh nặng. Nếu mà cái trận đó mà nó không giết con Saman nào, con phô lên của nó không giết được con Saman nào thì nó có thể thắng nha. Chứ con phô lên nó vừa vào thôi nha, đánh chết một con Saman thôi là coi như là vứt đi luôn. Coi như là vứt đi luôn, thấy không? Phải không? Cho nên bạn phải hiểu được là cái nội tại của bộ đó. Mình làm rất nhiều bộ ở trên server bản test như thế nào để biết làm gì không? Để cho anh em á không có bị bỡ ngỡ trong cái giai đoạn đầu game này. Đầu cái đầu mà khi update á, mấy cái trận đầu này rất là bỡ ngỡ. Vào thấy ôi người ta bam quá trời bam luôn, người ta bam trận quá trời luôn. Rồi bây giờ mình làm gì? Cái đó mới quan trọng. Cái đó quan trọng, làm cho anh em xem bên kia rồi để làm gì? Chủ yếu là cho anh em rút kinh nghiệm. Rồi rút kinh nghiệm là phải có cái bộ này. Cái bộ này sẽ làm được cái gì, bộ kia làm được cái gì. Nhiều ông vô nha, bảo đảm với anh em luôn, chưa chắc gì anh em đã đọc hết những cái bộ ở trong đây. Bảo đảm với anh em luôn, chưa chắc là anh em đã đọc hết bộ trong đây. Mình cũng nhiều khi update xong phải khoai 3 trận hoặc là 4-5 trận sau mình thấy mình mới nhận định được là cái meta này là bộ nào. Hoặc là mình cái bộ đó sẽ giống như update trang bị mới thì cũng phải xài 3-4 lần rồi mình mới hiểu được hết là cái trang bị nó có cái gì. Đúng không? Ai cũng vậy, cho nên là mình đã cố gắng là test sớm cho anh em ở trên phiên bản test để làm gì? Để cho anh em biết sớm, đỡ phải bỡ ngỡ. Nhưng mà đương nhiên thực chiến nó sẽ khác. Gặp nhiều thằng nó có cái đầu á, nó xài cái đầu nhiều á, thì nói chung là thực chiến nó khác chút xíu. Nhưng mà nói chung là cái bộ nó cũng vậy, chủ yếu là mình test ở bên kia sớm là coi nó có bộ nào lỗi hay không rồi này kia cho anh em biết vậy thôi. Mà thật ra vô trong cái trận chiến cái bản chính này thì nó khó hơn nhiều. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người. Signing Archers không mua bây giờ nó lại tiếc, nhưng mà bây giờ hiệp thứ 14 rồi mà mình chưa có level 7, hơi xui đấy. Đáng lẽ hiệp thứ 14 là mình cầm level 7 là mình sẽ rất là ngon. Còn cái thằng đầu bảng không hiểu sao nó thắng 8 trận thắng liên tiếp rồi nhưng mà nó mới có 15 tiền. Đội hình thằng này chắc là phải giàu lắm, hoặc là nó roll, hoặc là nó roll. Mà đa phần mình thì sao, mình chơi theo cái phong cách gọi là thủ top. Không top 1 thì thôi chứ đừng top 7. Top 7, top 8 là dở, mình là vậy đó. Mình ghét top 7, top 8 lắm. Cho nên là mình thường thường là mình cố gắng là sao, không top 1 thì cũng phải nằm trong top 4. Ít nhất là đừng bị trừ điểm, ít nhất là đừng bị trừ điểm thôi. Cho nên là mình là hay chơi theo kiểu là tích tiền, gọi là đánh về cuối game. Cái đó là tùy cách chơi tùy cách chơi. Bạn nào chơi roll đầu cũng được, gọi là hyper rolling thì anh em phải chịu một cái rủi ro là nếu mà nó không ra bài thì anh em phải chịu cái đó, kiểu như là một kiểu như cái gì nó cũng có nguy hiểm các bạn, cái gì nó cũng có nguy hiểm, giống như tiếp viên hàng không đi, nó cũng có nguy hiểm của nó vậy. Mà nó lãnh được nhiều tiền thì nó phải chấp nhận, đúng không? Chấp nhận chứ, đúng không? Cho nên là nếu mà mình nghĩ là anh tùy cách chơi, mỗi người sẽ có cái nguy hiểm riêng. Giống mình đi, mình nguy hiểm là sao, về cuối mình bật không được, thì mình chết đó. Cái đó là nguy hiểm của mình. Còn anh em roll hyper rolling thì sao? Hyper rolling mà lúc đầu anh em roll không được bài thì anh em lại bị vướng vô cái tình trạng là anh em thọt đầu, về cuối anh em cũng không có tiền luôn. Thì đó lại cái nguy hiểm của anh em. Mỗi người có cái nguy hiểm riêng. Chọn cách đi nào là tùy theo cho nó phù hợp với tính cách thôi, tùy hợp với lại cung nhân mã hay là cung bảo bình hay là song ngư của mỗi người thôi, đúng không? Ý là vậy đó. Cho nên đối với mình là sao, mình thích chơi cái kiểu mà về cuối game đánh cho nó gọi là nó hoàn hảo, nhưng mà thua hiệp quái má cay, nó cay vãi đái luôn á. Thôi kệ, có 50 tiền đỡ cay hơn chút xíu. Không hiểu kiểu gì luôn á, không hiểu kiểu gì mà thua được hiệp quái pha đó luôn. Căng đấy, thua hiệp quái đó căng, tại vì đội hình mình nó hơi mỏng giấy nè. Đội hình mình hơi giấy chút xíu là sao, không có con nào 2 sao hết. Có con trần dần 2 sao xong để im đó, không có con nào 2 sao nữa luôn. Cho nên bây giờ mình hơi bị thọt một chút xíu, cho nên là mình thua hiệp quái đó luôn. Ôi biết vậy cái pha đó up 7 là có thể thắng rồi, nhưng mà thôi, up 7 thì làm sao có 50 tiền. Đó, bây giờ 50 tiền mới là thời gian của mình nè.
Bây giờ 50 tiền mà có thời gian của mình à, hết hiệp này mình có thể up cấp được nè. Nếu mà được thích thì mình có thể xoay mấy phát cũng được. Nhưng mà dán nào thua thì cũng được thôi, cũng được thôi, tùy. Trời ơi, thôi chết rồi. Thua nữa. 7, 10 máu, 10 máu, 10 máu là đau nha, 10 máu là đau đấy. Giai đoạn này mà thua một phát 10 máu là cũng gọi là cay đấy, nhưng mà bình tĩnh. Mình có 50 tiền, thằng cầm tiền là nhà cầm quyền, ok, cho nên mình cứ bình tĩnh mà chơi. Bây giờ up cấp lên level 7 nè, mình có thể đưa thêm một con Hunter vào cũng được. Hoặc là mà đưa Hunter vào, đưa con nào vào mới được nữa chứ. Căng thẳng thật sự, cũng không biết đưa con nào vào, đưa con thỏ vào thì cũng không có đam nhiều. Mà đưa con ra vào cũng không thấy đam đâu. Ủa, cho nên là cũng hơi cay nhưng mà bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh này, mình lấy Hunter, 6 Hunter cái đã. Rồi kẹp lên thì từ từ, 6 Hunter giai đoạn này cũng yếu nữa, tại sao? Chủ yếu là tăng thêm một cái lượng đam nhỏ thôi. À, nhưng mà thắng thằng này được, thắng thằng này được. Trần Dần bắn em ơi, Trần Dần bắn 6 Hunter rồi, bắn đi. Ôi ôi, đầu Hunter, ôi Siren hú không kịp nữa. Mày chơi không? Trần Dần, cái nữa em ơi. Mày, ghê chưa? Mở vậy, thằng có skin với thằng không có skin nó khác liền. Nó khác liền thôi. Trần Dần áo tím với lại Trần Dần gọi là normal là anh em thấy là biết là cái thằng nào nó ghê hơn liền. Nhưng mà dạo này skin lắc vải đái luôn á, mình nói thẳng luôn nha, mình update mới bình thường tháo skin ra hết chứ lắc quá. Con gà này là cái sự kiện nạp đầu, anh em ai chưa có cái skin nào đẹp anh em nạp vô đi lấy cái con gà này cũng đẹp nè. Con gà kỳ thủ nè, có hai mình nạp 20 ngàn vô là có cái con gà rồi. Vừa có bánh vừa có gà nữa, được không? Không, con gà này cũng đẹp nhưng mà nó không đẹp bằng mấy con kỳ thủ của mình. Nhưng mà chủ yếu là mới cho mình là mình thử luôn, mình test luôn. Ôi ôi thôi thua rồi, anh xin nhảy ra hàng sau của mình. Mình đội hình mình còn có đúng một con Trần Dần để gánh team thôi, nó nhảy ra hàng sau như vậy thì chơi kiểu gì. 15 máu, 15 máu, không tin được luôn. Thua một hiệp mất 15 máu, vậy thua bao nhiêu hiệp nữa chết đây. Thua một hiệp mất 15 máu nha. Thôi đừng có như vậy, đừng có như vậy, làm ơn đi. Em thua như vậy là chết đấy. À đó, bây giờ có hai sao là bắt đầu nó dày hơn chút xíu nè. Đội hình nó phải cứng nè, đội hình nó phải cứng. Ít nhất là có hàng tăng Hunter đằng sau nó mới bắn được. Mà Hunter đằng sau bây giờ cũng có đam đắt đâu. Một sao không đam đấy, đam đắt gì anh em, có đam đâu. Cho nên bây giờ hàng tăng phải cứng thiệt cứng luôn. Để làm gì, để cố gắng là sao, sầu lên bắn thiệt mạnh vô nó mà gọi là sầu lên tăng hết sức để hàng sau nó bắn. Bắn càng lâu càng tốt, càng lâu nó mới nhiều đam. Chứ còn bây giờ ở dưới đâu có đam đâu. Ờ, hàng dưới không có đam. Quá nhiều thằng đi kẹp lên luôn. Quá nhiều luôn, cái này kêu là quá nhiều luôn chứ không phải là nhiều bình thường nha. Quá nhiều luôn. Ôi thua nữa. Không sao, mình nói rồi đi chơi cuối game mà. 50 máu, 50 máu này mà chúng tao có 6 cái plan giết hết tụi mày. Mình mà yếu máu mình đi 6 cái plan là máu những cái con chết ở trong cộng rất là nhiều, cộng rất là nhiều. Nên mình giết hết luôn. Ôi trứng nữa. Ngon vậy. À, lấy trứng nữa up shaman mới hay nè. Lấy trứng nữa up shaman để vô shaman vô là đẹp nhất luôn. À, hai shaman. Hai shaman là sẽ hack một con đầu trận đúng không? Hack một con đầu trận như vậy là được rồi. Như vậy là được rồi. Cái chủ yếu đưa vào để lấy cái CC đó thôi. Chứ còn tôm shaman cũng không có mana để câm lặng. Như vậy hack một con đây. Sau chút xíu up chính để thêm một con vào nữa là 4 cái plan 6 Hunter. Nghe được vãi nha, nghe được vãi luôn á. Nhưng mà 4 cái plan 6 Hunter thì nó lại có rất nhiều khống chế. À, rất nhiều khống chế nhưng mà có cái là nó hơi bị thiếu hơi bị thiếu một cái lượng máu á. Mà hàng trước mình nghĩ nếu mà mình lên 2 sao hết thì nó cũng tăng đủ, gọi là đủ tăng đó, vậy đi. Rồi phải cỡ này mới được chứ, đúng rồi. Ra lên 2 sao là mình chịu liền. Lava Shaman nè, đẹp rồi, 50 tiền, vẫn giữ móc 50 nha. Bây giờ là không có buông ra, để im đó cho mình. Giữ móc 50 cho mình, có thể lấy thêm một cục ma năng về cho con Siren cho nó hú cho nó đẹp nè. Siren mặc dù nó mọp sao nhưng mà hú của nó cũng làm chậm khá là nhiều. Không phải làm chậm, mà theo kiểu là bài
bị hóa đá rất là lâu, cho nên là mình nghĩ là con Siren nó sẽ giúp ích cho team mình gọi là thắng được với lại một mana năng. Hy vọng là con nào đánh nhẹ nhẹ thôi cho con Siren đó đừng chết. Hú em ơi, hú được, hú ngon, thấy không? Hóa đá hết đội hình bên kia liền. Như vậy là ổn rồi đó bạn, nhưng mà thua ván này, thằng này nó có con Kai Baker thì nó khỏe quá. Thua liên tiếp luôn á, thua liên tiếp, đội hình mình nó hơi yếu một chút xíu. Nhưng mà không sao, mình level 8 rồi nè. Bây giờ mình level 8 rồi, bây giờ mình có thể xoay. Mình có thể xoay chứ bây giờ mình level 8 rồi, mình cũng không phải cần nhất thiết là mình phải roll. Không. Mình chơi nó phải theo cái gọi là cái tính cách của mình, bạn thấy không? Từ từ bình tĩnh, từ từ mình roll. Hunter bây giờ chị không có con nào lên 2 sao được à, ngoài trừ con thỏ với là con trừng dần. Hai con đó có thể lên được 2 sao được. Còn thỏ thì nói chung là tạm bợ thôi, chứ mà con trần dần này phải lên 3 sao nha. Con trần dần dồn đồ cho nó thì nó phải lên được 3 sao thì nó mới mạnh. Chứ còn nó mà không lên được 3 sao thì căng đấy, cũng gọi là phế vật. Gọi là phế vật bạn. Hay quá, được em. Tưởng thua không chứ, tưởng thua nữa chứ mà không. Máy nói trời thua hoài sao được bạn. Ok, anh em đang xem đó lại cho mình một like. Ai chưa muốn nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ trên đó mình nha, cảm ơn mọi người. Hàng tăng cũng được rồi đó, hàng tăng cũng ổn rồi đó, nhưng mà hàng dưới hơi thiếu đam. Hàng dưới hơi thiếu đam, bây giờ mình chỉ cần những con hàng dưới lên được 2 sao thôi là tuyệt vời. Tuyệt vời nhất luôn á. Nào gặp thằng nào đây? Rồi thằng này Assassin thôi chết rồi. Assassin nhảy ra lại ăn thịt con hình cần dần của mình nữa rồi. Cay vãi luôn á. Ăn thịt con trần dần hoài luôn, ăn thịt nãy giờ 3-4 gián liên tiếp rồi. Nó cứ vô là nó ăn thịt con trần dần của mình à. Trời ơi. Chết rồi, con cây ba không đánh nổi nó luôn. Không đánh nổi con cây ba luôn mà. Ghê thật. Trời ơi, Agency Ranger ơi, cái gì vậy? Rồi, chính rồi nè. 4 kẹp lên thấy không? Cái nó úp lúng luôn nè, lúng luôn. Lỡ chơi mình phải lúng luôn đó, 4 kẹp lên nè, đẹp chưa? 4 kẹp lên nè, bây giờ là mỗi con là sẽ cộng được 350 máu nha, cho nên là mình nghĩ là Hunter bây giờ mình khá là tăng. Hàng trước bây giờ là ổn lắm luôn rồi đó. Hàng trước bây giờ là ổn lắm luôn rồi, bây giờ chỉ cần hàng sau lên được 2 sao bắn thôi là đẹp. Hàng sau bây giờ chỉ cần lên được 2 sao mà bắn đủ đam thôi là được, còn hàng trước bây giờ là tăng là khỏi phải bàn. Khỏi phải bàn cãi về cái độ tăng của hàng trước đi. Siêu đen hú rất ngon. Quá tuyệt vời luôn thấy không? Chỉ cần có thêm một CC thôi, thêm lượng máu ổn định nữa là tuyệt vời liền. Tuyệt vời liền à. Nhưng mà bây giờ muốn mọi bạn muốn gọi là chất chơi không? Chất chơi người dơi không? Là bây giờ mình không đi xấu Hunter nữa mà mình gọi là mình đi xấu con Kaplan, 4 Shaman, 3 Hunter. Đó. Nhưng mà anh vậy thì nó hơi bị rắc rối chút xíu là tại vì nó còn vướng rất là nhiều thứ. Nó vướng rất là nhiều thứ. Vậy là được rồi nè. Siren lên 2 sao nữa là Lava Shaman lên 2 sao đi. Là ngon. Là ngon lắm luôn rồi đó. Bây giờ level 9 thì mình chắc mình roll. Mình roll để mình kiếm, nếu mà mình muốn đi xấu Kaplan thì mình phải có 2 con Shaman đúng không? 2 con Shaman, 2 con Shaman. Đó, hack một con mà thấy CC chưa? Thấy khống chế chưa? Khống chế được siêu cứng luôn. Hack một con luôn, con chi chết xong nó mới chịu ra luôn, ghê chưa? Không, cái này không cần, ép chi dữ vậy? Em ép chi 2-3 cái bú xét. Oh, mảnh minh hồn. Đương nhiên mảnh minh hồn mà lấy, mảnh minh hồn lấy búa xét thì dở, tại búa xét bây giờ nó có cái delay rồi, cho nên mình lấy cái mặt nạ xịn cho nó, lấy cái mặt nạ đỏ cho nó, mặt nạ ma quái đó, đúng rồi, thấy không? Tại vì cái búa xét bây giờ nó có giảm là 0.5 delay nữa, 0.5 giây hay là nhiêu đó, hay là 0.1 giây thì gì là bao nhiêu, 0.5 giây thì phải, không nhớ nữa. Để không, mình chưa đọc kỹ cái update mới cho nên mình không có nhớ cái búa này nó như thế nào. Nhưng mà đặc biệt là sao, bây giờ nó có thời gian hồi chiêu cho nên nó cái đợt xét của nó không có giật liên tiếp được. Cho nên mình nghĩ là cái mặt nạ đỏ nó sẽ hoàn hảo cho con trần dần của mình hơn rất nhiều. Đó, thấy không? Bắn nó khác liền chứ. Trần dần đam kìa.
6.000 mốt rồi, 6.500 đam rồi, ghê chua, anh em thấy ghê chua. À, cái này là mình đã ép cái mặt nạ đi, mặt nạ ma quái cho nó luôn là nó không bị xóa khóa skill nha. Chút nữa mình phải ép cái mặt nạ đỏ vô cho nó nữa, cho nó khóa kêu mẹ lại đi. Mình không có cần cái in tiêu đó, mình chỉ cần nó bắn tay thôi. À, nó bắn tay thôi là được rồi. Mình không có cần cái in tiêu đó, hiểu không? À, được, trời ơi, bắt đầu thấy không? Thời tới cản đâu có kịp đâu. Thời tới thả cản đâu có kịp đâu nè em. Khi mà nó đã lên rồi thì nó 2 sao nó tới liên tục. 2 sao nó tới liên tục, đỡ không nổi luôn mà. À, đỡ không nổi luôn mà. À, bây giờ là mình cứ bình tĩnh nè, Trần Dần có đồ xịn rồi nha. Trần Dần có một cái mảnh minh hồn là được lắm luôn. Bây giờ bắn là tẹt ra luôn á, bắn là tẹt ra luôn, tét nòng súng luôn á. À, tét nòng súng luôn á nha, bắn nè. Trời, bắn là liên tiếp luôn nha bạn, ghê chưa? Mạnh lắm, đã vậy còn mình còn cho nó thêm một cái trượng gậy gậy mảnh xà nữa, cho nên là mấy cái skill đồ đánh vô nó bây giờ là ôi, gãy ngứa, đầy, đầy. 5.900 đam. À, phải có cái mặt nạ đỏ nữa là nó gây đam hơn nhiều đấy. Tại vì nó chưa có cái mặt nạ đỏ. Chờ xíu, chờ xíu. Được luôn, trời mấy con này bây giờ chơi hết á. Bây giờ mà em mình xoay gì cũng được. Ui, thôi, xoay cái nữa đi. Được, được em, được em. Trời thôi, nghỉ. Cái này chưa cần, nhưng mà bây giờ Siren nó chưa lên 2 sao. Hơi tiếc chút xíu. Đáng lẽ là Siren lên 2 sao là ngon lắm luôn á. Bây giờ mình chỉ cần một con Dream Tuck nữa thôi là mình sẽ chuyển bộ cho anh em xem. Đổi qua một cái bộ gọi là Meta lúc này. À, Meta lúc này thằng nào cũng giành giật. Này Hunter đúng không? Rồi, nhưng mà xin lỗi. Xin lỗi. Nên nhớ là Hunter của mày chưa có skin, còn Hunter của tao có skin. Ok. Nào, thằng có tiền là nhà có quyền. À, rõ ràng không? À, rõ ràng. Thấy mạnh chưa? Mình tại sao mình trâu hơn? Mình trâu hơn tại vì mình có Kaplan. Mình trâu hơn nó 350 máu khi mà còn gọi là bằng sao với nhau nha. Trâu hơn cho nên là mình phải sống lâu hơn. Cái chuyện đó quá đương nhiên rồi. Hai thằng cùng bắn nhau mà bây giờ tao trâu hơn rồi sao mày muốn giết tao đâu có dễ. Đâu có dễ bạn, đúng không? Đó bây giờ mình có rồi nè, bây giờ up 10. Up 10 là đẹp. Bây giờ up 10 là đẹp nè. Bây giờ up 10 là mình lấy 6 Kaplan, 4 Shaman, 3 Hunter. À, Hunter nếu mà được thì ép Trần Dần 3, nó bắn thì tuột quần tuột áo ra ngoài luôn. À, nó bắn thì tuột quần tuột áo ra ngoài mà đã vậy nó còn trâu nữa. Bây giờ mình còn có 31 máu thôi. 700 nhân cho 7% thì thôi vài giây. Cộng nhiều máu đấy. Được. Mình chịu liền. Ui, sao có cái trái tim đỏ ở đây vậy? What the fuck? Ui, sao có cái trái tim này đây? À, cha. Helicopter. À, căng vậy? Sao có cái trái tim này đây vậy? Thằng nào chết để di chúc lại cho mình à? Ôi, căng nhờ. Mẹ mua hai con này vô. Ba con rồng luôn. Mẹ như phải cho ba là ba cái con gì khác là mình nghĩ là chắc là mình xúc luôn rồi đó. Nhưng ba con rồng thì thôi. Ba rồng không thèm. À, mà sao con The Rider này nó không ra đi. Không ra con The Rider xịn nữa thì thôi luôn. Quá tuyệt vời luôn á. Mà nó lại không ra. Ồ, thằng nào rớt ra cái di chúc trái tim nó báo hại mình thiệt. Lấy cái gậy gỗ, cái này phải lấy cái gậy gỗ rồi sao? Ép cho nó cái gậy như ý. Trời ơi, đồ Trần Dần bây giờ nó không phải là kinh dị nữa nha anh em. À, cái đồ Trần Dần nó không phải bây giờ là không gọi là kinh dị nữa mà gọi là quá kinh dị. À, quá kinh dị luôn. Mẹ lấy con này ra đó. Shaman, bây giờ lấy con thỏ ra để con này vô lấy 4 Shaman luôn, mới đẹp. Đó. 4 Hunter nhưng mà tính ra thì có 3 Hunter thôi. À, tại vì nó 4 thì với 3 nó cũng có hiệu ứng à. À, chừng nào nó xấu rồi nó mới khác đúng không? Nhưng mà cái này ghê nè. Cái này ghê nha, team bây giờ nó trâu kinh khủng rồi. Bây giờ nhào vô đây mà kiếm ăn nè. Nhào vô đây kiếm ăn nè, nhìn máu nè. Trời ơi, bạn thấy máu không? Một sao thôi, 1000 máu. Một sao hơn 1000 máu, 1200, 1300 luôn. Ghê không? Hàng tăng bây giờ khỏi nói về cái độ tăng. Tăng là khỏi phải bàn luôn. À, tăng này thì câm lặng. Ui, đã chưa? Anh em thấy chưa? Bây nè.
quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Phải vậy mới được chứ, phải vậy mới được. Ép cho mày cái giao dịch chuyển luôn, à, con Shaman, con Shaman ép cho cái giao dịch chuyển cho con Shaman, Lava Shaman, à, Lava Shaman để cho nó cái giáp nữa. Đó. Bắt đầu thấy là nó vô vô rồi nha, bắt đầu thấy là nó đúng là đúng kiểu rồi đó. Ôi dạ. Mày bán hai con này đi thì đâu có để, đâu có chỗ đâu để. Đâu có chỗ đâu để bạn. Đây. Muốn giết mình bây giờ đâu có dễ bạn. Nè bạn coi Lava Shaman con 2 sao con đó kìa, nó cầm lặng hết một đám luôn. Chơi không? Chơi không? Chơi không? Ôi trâu hơn liền, trâu lớn liền, quá trâu luôn rồi đằng khác luôn. Khá khá thật. Mày này chơi tao. Ôi đồ chơi tao. Làm gì có cửa. No door. No door. Ok. Trời ơi, mua con Ranhera luôn. Ôi giời. Trứng được nha. Ây da. Cui Hunter bán mấy con này đi. Không lẽ lấy trứng Obsidian cho rồi ta. Ừ, lấy trứng Obsidian, Siren 2 nó khỏe hơn chứ. Được, mấy con này không mua nữa. Tại vì mình đi 3 Hunter là hết cost rồi. Bam. Workman. Lava Shaman không thèm. Hack một con đầu trận xong chết luôn. Hack là chết luôn các bạn. Gần như hack là chết luôn á. Ghê thật. Được. Được 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 được. Hú nè. Hú nè. Ôi Trần Dần đâu rồi? Trần Dần bị kéo. Ôi xui vậy ta. Mẹ Trần Dần đứng ở trong bắn là ngon lắm luôn rồi, tự nhiên bị kéo ra ngoài. Má cay vậy. Ôi ôi ôi. Mày chết nè. Mày chết nè. Mày chết nè. Ôi con này. Má hú liên tục luôn. Hú liên tục luôn. Cái what the fuck gì vậy? Trời ơi cái con cây ba biến thành con xe... Con này ba sao rồi, ai chơi mày? Ai điệu mày? Đừng. What the hết máu rồi nó biến thành con này nữa. Cái gì vậy trời? Xui dữ vậy. Mẹ đáng lẽ hết máu là nó chết con mẹ nó đi chứ. Sao nó lại biến thành con này nữa? No, à quà cũng được, tao không mất máu nha. Nhưng mà mất cái chuỗi thắng của tao là tao cay rồi đó. Nhiều khi cái bộ đó nó cũng không biết là nó bóp giái đối phương hay nó bóp giái mình nữa bạn. Mình nghe thấy hơi thốn thốn rồi bạn. Các bạn không thấy thốn luôn chứ mình thấy thốn luôn. Nó biến ba phát đầy máu nha. Ba phát đầy máu luôn, ghê thật. Hơi đau á, hơi đau phía hạ bộ. Nhưng mà không vậy đi thú vậy bạn. Bộ vậy nó mới hay. Ờ, bộ vậy nó mới vui. Được được, chịu, mình chịu liền. Miễn là còn Hunter còn bắn được rồi. Lava Shaman làm quá tốt nhiệm vụ luôn. Nhảy qua bên kia câm lặng tụi nó. Ờ, nhảy qua bên kia câm lặng tụi nó. Chết cụ mày chưa. Mày. Ui da. Ui. Nó đang hết máu mà. Xong đầy máu lại rồi. Mấy con Shaman này mà chết nguy hiểm đấy. Ờ bắn, ồ Trần Dần bắn. Ồ Trần Dần bắn tốt quá. Mày chết mẹ mày chua. Mày chết mẹ mày chua. Chơi tao hả? Ôi ôi. Xoay thôi bạn ơi. Bây giờ mình xoay Trần Dần 3 là mới gọi là hợp lý nè. Bây giờ phải xoay Trần Dần 3 mới là hợp lý nè bạn. À, Trần Dần 3 sao mới được nha. Trần Dần mình còn thiếu hai mảnh nữa. Trời ơi hai bộ này. Hai bộ Hunter chết tụi bay rồi. Hunter nó mà đập vô Shaman nó biến thành con khác thì thôi luôn cũng được, nhưng mà giống như hồi nãy thì cũng hơi căng. À giống như hồi nãy cũng hơi căng tại vì giống như hồi nãy thì cũng hơi căng để nó biến qua biến lại đầy máu hoài luôn bạn. Nó đầy máu hoài luôn cũng hơi cũng căng lắm á. Nhưng mà được, không sao không sao, bình tĩnh à, bình tĩnh. Bỏ tay luôn, cho đồ vậy chết. Ép cho mình thì cái giáp thép nữa luôn. Đó, 23 tiền xoay thôi em ơi. À, ok, để hết đồ vô mấy con mà Shaman, Shamun đồ này kia để nhảy qua. Đây, lên con này được 2 sao luôn, trâu hơn nhiều. 3 sao luôn đi. 3 sao luôn đi em. Ô, không có, bán con này đi, xoay cái nữa. Không có. Không kịp rồi, nhưng mà để đó. Hiệp sau chạy đi đâu đây? Hiệp sau chạy đi đâu đây? Trần Dần 3 sao full đồ. Nghe thấy là sợ hãi rồi. Mày chết nè.
Mày chết nè, trời ơi, assassin gì đây? Xuất hiện assassin nữa, mày chết. Ngon chưa, ngon chưa, anh em thấy ngon chưa? Được liền, Trần Dần 3 sao. Ôi ôi. Ủa nhưng mà Trần Dần 3 sao sao không có skin? What the fuck, Trần Dần 3 sao thành cái Trần Dần thường rồi. Hình như lỗi hả ta, hay là mình chưa ghép được? Đâu có, mình đủ rồi chứ. Vậy là chắc là mình chưa có nâng cấp lên. À, mình có nhiều mảnh mà chưa nâng cấp lên. Được, được, được. Nhìn thấy bộ này là tụi này sợ liền, sợ liền. Nhìn thấy bộ là căng thẳng liền. Hét một con đầu trận, hét đúng một con 3 sao. Hay thật. Hóa đá nè. Hóa đá là chết cụ mày luôn rồi. Nhưng mà con The Rider nó có anh tiêu nó mạnh thật nha. Ồ, cái anh tiêu của nó kinh khủng ấy. Được, được luôn. Được luôn. Rồi, rồi, rồi. Ôi da, Trần, ôi da, cái gì đây? Đắc Spirit, nhưng mà hết chỗ em ơi, không có chỗ để. Ờ, mua đi, mua nhốt thôi chứ không có chỗ để. Không có chỗ để, kệ, nhốt, nhốt, nhốt. Được. Anh thấy mạnh không? Chỉ cần 3 hunter thôi. Và đội hình đằng trước anh em trâu, và nó kiểu như là gọi nó biến hóa khôn lường. Nó nghe nó đã thiệt sự luôn á. Vậy mới được chứ. Vậy mới được. Chủ quán ơi, vô đây xem mà chuẩn bị tính tiền cho anh nè. Bắn nè. Đợt cuối nè. Ờ cuối nè. Ôi bắn. Ôi ôi à, ôi à, ôi à, ôi à, ôi à. Ôi câm lặng nữa nè. Hóa đá rồi, câm lặng đủ thứ các loại hết nha. Gãy gỗ. Ôi ôi, thôi chết rồi, thằng kia chết vậy. Vậy win luôn à? Win luôn à? Ôi dễ vậy. Ok anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha. Cảm ơn mọi người. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim. Ok, tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người. Link nhóm mình để phía bên dưới description. Rồi chào mọi người.